vậy? Nói gì con nó ngập nó hụt con thấy nó hụt không? Trời ơi. Nó lại trong xăng nó lại cái này nó bay vô lại. Ờ. Rồi nó đi phá.
Có đường với cây bên ngoài thì đúng rồi, đường với cây bên ngoài. Còn cái gì? Còn cái gì?